这个位置
và lương tâm bất an. Vấn đề càng trầm trọng hơn nếu chúng ta nghĩ đến những cha mẹ và những người thân, nhất là con cái của những đôi hôn nhân đó đang phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc hôn nhân tan vỡ. Trong hoàn cảnh này, chương trình mục vụ gia đình hãy là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa đồng hành với các gia đình trẻ càng trở nên quan trọng và cần thiết hơn. Kính thưa cộng đoàn, với thư chung của Đức Giám mục Giáo phận của chúng ta cho một bức tranh không lấy gì làm sáng sủa về các gia đình, và vì thế ngày thúc mạnh kính chúng ta thực hiện chương trình mục vụ gia đình hãy là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa đồng hành với các gia đình trẻ, và xin mời gọi các gia đình hãy nhìn ngắm gia đình thánh gia để chúng ta củng cố niềm tin của chúng ta và cũng như củng cố gia đình của chính mình. Trước mặt chúng ta là hang đá. Khi nhìn ngắm hang đá, nếu chúng ta để bình thân, bình tâm và để tâm hồn chúng ta lắng đọng thì chúng ta ai cũng phải chạy lòng. Một trẻ thơ mới sinh ra đời đã phải vất vả lầm than, không có nhà cửa giường chiếu đá đành, lại còn phải ở chung với súc vật. Đối với một con người bình thường như thế đã là khốn khổ quá mức, mà đối với Thiên Chúa là người thì lại càng thêm thảm biết chừng nào, bởi vì Ngài là đấng tạo dựng muôn vật vũ trụ mà giờ đây lại trở nên là người với một thân phận như thế đó. Chịu cảnh lầm than khốn khổ trước sự vô tình của đồng loại chưa đủ, Đức Chúa Giêsu bé thơ còn phải chịu khốn khó vì sự độc ác của bạo quân Herode nghe tin có đấng cứu thế ra đời, sợ bất chấp bất quyền nên đã cho quân đội truy tìm để tiêu diệt. Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria đã phải vội vã hài nhi Giêsu còn non nớt chạy trốn sang Ai Cập. Tuy khung cảnh hang đá có thô sơ đạm bạc, nhưng nhìn vào vẫn như ấm cúng. Một bầu không khí thương yêu tỏa ra bao trùm cảnh tối tăm, nghèo khổ, hôi hám. Ánh mắt Thánh Giuse, ánh mắt Đức Mẹ, ánh mắt Đức Giêsu bừng lên tình thương yêu, sự quên mình, sự quan tâm. Đó là bầu khí gia đình yên vui đầm ấm, hạnh phúc vẫn dâng đầy dù trong những cảnh khó khăn đúng thiếu. Ta không tưởng tượng được Đức Giêsu sẽ vượt qua những hoàn cảnh khó khăn thế nào nếu không có gia đình. Chính gia đình bất hạnh đã đưa Ngài đi Giêsu vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Chính gia đình vui tươi đầm ấm đã giúp Ngài đi Giêsu truyền lời đến đường hoàn thành sứ mạng cứu nhân độ thế. Vậy khi nhìn ngắm Đức Giêsu sơ sinh trong mắt đỏ nghèo nghèo, ta không thể không nghĩ tới biết bao trẻ thơ sinh ra hôm nay đang phải chịu cảnh đói nghèo thiếu thốn, và không chỉ là thiếu thốn vật chất mà còn thiếu thốn tình thương, không chỉ thiếu thốn nhà cửa mà còn thiếu một mái gia đình, không chỉ bị giá lạnh của thời tiết mà còn bị giá lạnh vì thiếu vọng anh ông ấp vỗ về. Không có cảnh nghèo nào khốn cùng hơn cảnh trẻ thơ thiếu tình thương, không có mái nhà nào lạnh nát hơn cảnh gia đình tan vỡ, không có mùa đông nào giá lạnh hơn những mùa đông của trái tim. Vậy muốn cứu lấy trẻ thơ thì phải cứu lấy gia đình. Gia đình là tương lai của trẻ thơ, gia đình là tương lai của thế giới. Nhìn cảnh bạo quân Herode săn đuổi Đức Giêsu bé thơ, ta không khỏi nghĩ đến biết bao trẻ thơ hôm nay cũng đang bị săn đuổi. Những bạo quân chỉ vì tiền bạc lợi nhuận mà giết chết biết bao đời trẻ thơ. Vì tư lợi, các bạo quân thời mới không ngần ngại phát tán độc động trong sách báo phim ảnh xấu. Vì lợi nhuận, những Herode thời mới đã giết biết bao đời trẻ thơ trong nạn nghiện ngập xì ke ma túy. Để phục lợi quyền lợi của cá nhân, các bậc quân thời mới không ngần ngại khai thác trẻ thơ trong lĩnh vực kinh doanh và tình dục, và đồng thời để tránh chốt trách nhiệm
đánh nhiều thai nhi đã phải bị chết vì chính bàn tay của cha mẹ mình là những Herode của thời đời. Vậy chúng ta suy nghĩ, chúng ta phải làm gì? Hãy cứu lấy các trẻ thơ khỏi tay các bọn quân thời đời. Trẻ thơ là tương lai của chúng ta, hãy cứu lấy tương lai chúng ta. Đức Giêsu vẫn tươi cười trong hang đá lạnh lẽo tối tăm hôi hám, vì bên cạnh người còn có một gia đình yên vui đầm ấm, có tình yêu thương của mẹ Maria, của thánh Giuse. Hôm nay giáo xứ chúng ta hân hoan mừng kỷ niệm Ngân Thánh 25 năm rồi. Có người trong giáo xứ ta dịp này 30 năm kim thánh, và hôm nay có bà cụ ngồi đây 60 năm. Biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, biết bao nhiêu khó khăn đã trôi qua, 25 năm cũng là một cuộc quãng thời gian đủ dài. Rồi nhất là 50 năm, 60 năm, bao nhiêu đã vất vả hy sinh để sinh ra những người con, rồi chăm chút những người cháu, và biết bao nhiêu biến cố lịch sử xảy ra. Nhưng đây là điều quan trọng, tất cả các ngôi này đã căng đặt và nhìn ngắm thánh giá thất để vẫn thủy chung trong đời sống vợ chồng. Chính đời sống ân loại hôn nhân đã giúp cho họ nhận ra ý nghĩa của mình để họ sống và biết chu toàn trách nhiệm làm cha làm mẹ, làm vợ làm chồng, trách nhiệm dưỡng dục con cái, trách nhiệm đóng góp với giáo hội để có những người dâng mình cho Chúa trong đời sống dân hiến, và có những người phục vụ trong giáo xứ làm ông chủ và trương, và tất cả những công việc phục vụ trong các đoàn thể, các ca đoàn, vân vân các giới. Đấy là những điều mà quý vị đã làm được và đang yêu thương. Các con các cháu hôm nay rất hân hoan vui mừng, bởi vì ông bà bố mẹ của mình đã giữ lại cho mình một mái ấm để mình được hưởng phúc lành của Thiên Chúa và được hưởng sự ấm cúng của gia đình. Đến ngày hôm nay chúng ta dâng lời là ơn Chúa, và chúng ta cũng hay học những bài học từ lễ thánh giá hôm nay, đặc biệt với thư thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta, và chúng ta nhìn ngắm gương thánh giá thất để chúng ta biết cảm thông và sống theo lời Chúa dạy trong thánh kinh, biết lắng nghe và biết trọng nhau lúc vui như lúc buồn, biết nhịn nhục và hòa giải khi tính tình và cách cư xử khác nhau, biết tha thứ cho nhau, biết hòa đại với nhau, biết lấy gương lành mà giáo dục con cái, biết chung thủy lập chứng về các chủ luật của hôn nhân Công giáo. Chúng ta làm như vậy chính là những người đang sống ơn loại hôn nhân cách tích cực, và chúng ta đang trên tiến trình trở nên thánh, bởi vì gia đình chúng ta là gia đình được mời gọi nên thánh theo gương thánh giá thất. Xin Đức Giêsu bé thơ thương đến các trẻ hôm nay, và đồng thời thương đến các gia đình là mái ấm của tất cả những người con được sinh ra, để từ đây có được những tâm hồn đạo đức thánh